Thưa sư phụ, hẹn chót cảnh báo lần cuối của sư phụ để con người sám hối và ăn thuần chay hầu như đã đến rồi. Thưa sư phụ, còn thông điệp nào về điều này nữa không? Không, vẫn vậy thôi. Nghiệp của con người quá nặng nề, họ phải tự mình cố gắng. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục truyền tâm ấn cho những ai xứng đáng. Nhưng có lẽ sàng lọc nhiều hơn từ bây giờ, từ hàng chót. Không phải bất cứ ai cũng có thể được chấp thuận như trước đây. Sẽ sàng lọc nghiêm khắc như quý vị có thể thấy đã có những trở ngại rồi như buổi truyền tâm ấn lần trước ở macau cảnh sát đã ngăn cản không phải tôi làm không phải tôi ngăn cản hoặc sàng lọc cảnh sát đã đến đột kích địa điểm khu vực và cũng đột nhập vào khu vực riêng tư hoặc máy tính của anh chị em đồng tu nữa hoặc bất cứ gì một số người bỏ chạy quá sợ hãi tôi không biết tại sao họ lại sợ hãi như thế rồi cảnh sát nói: "Ồ, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem quý vị có lấy tiền của mọi người hay không." Họ chỉ trả lời như vậy. Nhưng một số người đã bỏ chạy, rời khỏi đất nước. Có lẽ họ chưa bao giờ gặp điều đó trước đây. Đó là lý do chưa bao giờ có rắc rối như vậy trước đây. Và nếu họ đến từ Trung Quốc, thì có lẽ họ sẽ sợ hãi hơn. Tôi không có ở đó để xem tình hình và tôi không được báo cáo 100% về chuyện đó. Tôi nói được, thôi kể, ngưng lại nếu không sẽ có thêm rắc rối tôi phải tự bảo vệ mình để tiếp tục công việc dạ sư phụ cảm ơn ngài đã làm điều đó lộ nhiều quá cũng không tốt tôi bảo họ nếu được thì cứ làm nếu không thể thì không thể không thể làm được gì nhiều nếu nghiệp thế gian ảnh hưởng lẫn nhau nghiệp của con người ảnh hưởng lẫn nhau nhiều quốc gia có nghiệp nặng đi tới đâu tôi cũng kiểm tra xem quốc gia đó có bao nhiêu phần trăm nghiệp ôi, đôi khi quá sợ. Nhưng nơi quý vị đang ở bây giờ thì ít hơn, ít hơn không có nghĩa là không có. Gia dạ, hiểu, à? vâng, dưới 10% là tôi mừng rồi. Như vậy là rất ít rồi, rất ít dưới 10% đó là rất ít so với mọi nơi khác, so với nhiều nơi khác. Tôi không có thời giờ để kiểm tra xem tất cả các quốc gia. Nhưng nhiều quốc gia tôi đã từng đến trước đây ít nhất là 40% và hơn 40% hoặc hơn 50%. Ôi trời ơi, không ai có thể giải quyết tất cả nghiệp đó. Họ phải tự giúp bản thân, họ phải ăn thuần chay, sống nhân từ, thành tâm sám hối với Thượng Đế. Cầu xin Thượng Đế tha thứ, nếu không thì thật sự sẽ khổ. Không thánh, không hiền nhân nào đến thế gian này có thể hóa giải tất cả nghiệp của thế giới từ tất cả các quốc gia gộp lại. Đức Phật nói rằng, con người, nếu có thể nhìn thấy nghiệp của họ thì sẽ không thấy bầu trời nữa. Nghiệp che phủ cả bầu trời. Nếu có thể nhìn thấy những thứ vô hình thì thấy tự trường vô hình của nghiệp đó che phủ khắp bầu trời. Đó là lời ngài nói. Ôi trời ơi, ôi trời. Chỉ khi nào người ta thành tâm và ăn tuần chay ít nhất 3 tháng thì tôi mới xem xét truyền tâm ấn. Nhưng lần này kể từ hạn chót sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Còn những người khác phải ăn thuần chay sám hối với Thượng Đế, rồi xem liệu họ có được cứu hay không. Tôi chỉ có thể giúp các đệ tử thôi, bởi vì họ đã sám hối và họ tiếp tục sám hối và tiếp tục cầu thông với lực lượng Thượng Đế bên trong họ. Và đó là cách họ có thể nhớ và tiếp tục làm người tốt. Bởi vì quý vị đã sinh ra và quý vị đã ở trên địa cầu này hoặc những thế giới vật chất khác từ rất lâu rồi Và nếu thiền pháp môn quá âm này quý vị sẽ có thể nhớ lại tất cả tiền kiếp của mình hoặc ít nhất là một số tiền kiếp Linh hồn quý vị sẽ nhắc tâm trí nhớ rằng mình đã làm điều này, điều đó và bây giờ nên đổi sang điều này, điều kia và điều nọ Họ thấy tiền kiếp của họ tốt hay xấu và họ cũng sẽ học hỏi từ đó bởi vì khi họ câu thông với những tiền kiếp này, lực lượng Thượng Đế sẽ thay đổi tất cả. Vào lúc tâm ấn, nghiệp đời này được tiêu trừ, xóa sạch. Nhưng một số nghiệp quá khứ vẫn còn đó. Khi họ câu thông với lực lượng Thượng Đế của chính họ, tia sáng Thượng Đế bên trong, tia sáng cũng là một phần của Thượng Đế. Giống như một giọt nước trong đại dương cũng là một phần của đại dương. Dạ, đúng vậy. Cho nên nếu họ câu thông với lực lượng Thượng Đế này Thì nghiệp bên trong, nghiệp cũ sẽ được thay đổi Họ sẽ tự biết là à, Điều mình đã làm là xấu Và những điều mình làm kiếp trước hoặc kiếp trước nữa là tốt Có lợi ích cho mình Cho nên họ sẽ sống theo đó Và rồi họ sẽ hiểu lời dạy của Sư Phụ thâm sâu hơn Họ sẽ trang quý nhiều hơn Rồi họ sẽ tiếp tục kiểu như gọt giữa tâm trí của họ Không phải linh hồn Linh hồn luôn luôn tốt chỉ tâm trí của họ sẽ được gọt giũa, sẽ được thay đổi, sẽ được cải biến để ngày càng tốt hơn, càng hướng thiện hơn. Nên tâm trí sẽ không nói với não bộ hay ra lệnh cho cơ thể làm bất kỳ điều gì nào xấu nữa và họ chỉ làm điều tốt, cho nên hiện tại chính tâm trí là điều chúng ta lo ngại ngay cả sau khi tâm ấn. Dạ, yeah. đừng nói chi tới những người chưa thọ tâm ấn, tâm trí của họ bị ảnh hưởng bởi đủ thứ dù xấu hay tốt, họ theo bất cứ gì họ muốn theo và đôi khi không tốt lắm cho họ khi làm theo những gì tâm trí sai khiến họ. Tâm trí rất mạnh mẽ trong loại thế giới vật chất này. Nó ảnh hưởng đến tận đẳng cấp thứ hai. Chúng ta là đẳng cấp vật chất. Dạ, yeah. chúng ta không nói từ địa ngục và địa ngục Atula bên dưới đó. Chúng ta đang ở trong đẳng cấp vật chất và rồi tiếp theo có đẳng cấp Atula, rồi có đẳng cấp thứ hai đẳng cấp tạo dựng và đẳng cấp thứ ba dù quý vị thậm chí đến từ đẳng cấp thứ ba hay đẳng cấp thứ tư thứ năm quý vị phải đi qua đẳng cấp thứ hai để cài đặt tâm trí vào bản thể để quý vị có thể hoạt động trong thế giới này nhưng rồi tâm trí đó cũng dễ bị ảnh hưởng bởi đủ thứ từ ảo tưởng và này nọ và rồi tâm trí sẽ sai khiến con người làm những điều xấu và cả những điều tốt nữa tùy theo lực lượng khẳng định hay lực lượng phủ định thắng có cả hai mặt ở bên trong ngay cả đối với minh sư minh sư phải được trang bị cả hai thứ như vậy cái xấu và cái tốt cho nên lực lượng phủ định ở một bên chiến đấu với lực lượng khẳng định ở bên kia nhất là đối với các vị minh sư để biến đời các ngài thành địa ngục cho nên bất kỳ minh sư nào trên địa cầu này không phải chỉ chiến đấu với sự xấu xa của con người và cố gắng thay đổi họ mà cũng phải chịu đựng trận chiến bên trong do lực lượng phủ định gây ra đôi khi trông có vẻ vô hại ví dụ lực lượng khẳng định chỉ dẫn linh hồn điều khiển tâm trí tâm trí nói với não bộ chỉ dẫn tâm trí của minh sư hãy mua nhà đó hoặc mua mảnh đất đó tốt cho mình nhưng lực lượng phủ định sẽ nói không 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 tốt cái đó cái này đều không tốt và xáo trộn đủ thứ để làm tâm trí hoang mang hoặc đừng đi đây, đừng đi đó, chẳng hạn như thế. Nhưng Minh Sư vẫn phải đi, vẫn phải làm mọi thứ dù gì đi nữa. Chỉ là đôi khi bị trì hoãn hoặc đôi khi gặp trở ngại. Nhưng Minh Sư sẽ luôn phải cố gắng làm những gì các ngài có thể. Nghiệp của thế gian quá nặng, thậm chí tạo chướng ngại cho công việc và thân thể của Minh Sư. Gây ra đủ loại bệnh tật và thậm chí đủ mọi thứ. Vì vậy, bất cứ ai tu pháp môn quán âm họ đang câu thông với Thượng Đế. Nếu họ thật sự thành tâm và khiêm nhường tu pháp môn này, họ có thể câu thông với lực lượng Thượng Đế Nguyên Thủy này, rồi lực lượng này sẽ thay đổi đời họ. Đó là lý do. Quý vị thấy các anh chị em đồng tu, họ luôn thể nghiệm nhiều phép lạ, dù họ có biết hay không. Dạ, đúng vậy ạ. À. Đôi khi họ biết, nhưng thường thì họ không biết. Hầu hết họ thậm chí không được phép biết luật nhân quả một số thứ hoặc một số từ trường ảnh hưởng họ từ trường trong gia đình hoặc bạn bè hoặc nơi làm việc hoặc từ bất cứ ai và che mờ họ tới mức độ nào đó khiến họ không biết nhưng ngay cả những người biết không phải lúc nào họ cũng biết chỉ đôi khi họ biết thôi nhưng đôi khi họ biết theo bản năng hoặc trực giác nhưng họ không thấy điều đó rõ ràng như trong thể nghiệm hoặc trong giấc mơ Gia hiểu thưa sư phụ hoặc trong bằng chứng vật chất như chiếc xe của họ bị vỡ nát hết Nhưng họ chỉ bị trầy xước Ở ngón chân Dạ hay quá à Tôi nghĩ là đã trả lời quý vị rồi Dạ rồi xin cảm ơn sư phụ Nhưng tôi thậm chí không biết Có thể được phép truyền tâm ấn bao lâu nữa Tôi đang bận rộn khắp mọi hướng Bảo vệ toàn thể địa cầu Không chỉ các đệ tử thôi Không chỉ những chuẩn đồng tu Cho nên ai may mắn với phước lành Và ân điển của thiên đàng Mới có thể đến thò tâm ấn tôi thậm chí không chắc là sẽ được như thế mãi hoặc là họ sẽ chết trước khi tâm ấn hoặc thế giới sẽ không tồn tại nữa sau một thời gian hoặc tôi sẽ ra đi đời sống của tôi cũng là hữu hành vật chất hiểu không giá dạ, hiếu và nếu thân thể tôi không có đó thì tôi không có đó thì tôi không thể cho phép truyền tâm ấn nữa hoặc đích thân hoặc qua những người xuất gia thường trú của tôi những người xuất gia cũng qua đời nhiều người họ cũng đã chết rồi đã về thiên đàng rồi khi thời gian ấn định đã hết thì họ đi thôi họ rất vui khi ra đi không phải như tâm ấn có thể tiếp tục mãi mãi hoặc ai biết được như ở Ma Cao cảnh sát đến đột kích trung tâm tâm ấn rồi mọi người cũng phải rời đi một số họ đến từ trung quốc và nếu họ không được tâm ấn ở đó thì rất khó để thọ ở nơi nào khác ở trung quốc họ cũng hạn chế một số nơi cũng nhiều lần rồi. Trời ơi! Không phải như họ sẽ đóng đinh to trên thập tự giá hay là gì hết, nhưng có rất nhiều trở ngại và đau khổ về thể xác, và dĩ nhiên là đau khổ về tinh thần và tâm lý nữa cho mọi chúng sinh. Chỉ cần nhìn thấy người thân động vật đau khổ mỗi ngày là tôi cảm thấy như chết rồi. Tôi luôn cầu nguyện, luôn khóc bất cứ khi nào nhìn thấy cảnh đó. Và tôi nói với Thượng Đế rằng họ còn phải đau khổ bao lâu nữa con còn phải cầu nguyện với ngài bao nhiêu ngày nữa con còn phải kiêm nhường cầu xin ngài bao lâu nữa khóc với ngài bao lâu nữa thậm chí đôi khi tôi đã hỏi liệu tôi có thể đi đã lâu lâu lắm rồi tôi hỏi liệu tôi có thể đi trở thành nô lệ cho putin để ông ta có thể chấm dứt cuộc chiến ở ren hay không và tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi sẽ làm bất cứ gì để đổi lấy sự đau khổ của uren và để chấm dứt cuộc chiến nhưng thiên đàng nói với tôi cách đó không được dù ông ta chấp nhận đề xuất đó cũng sẽ không hiệu quả ồ ờ, sao lại vậy ạ à? nghiệp phải được trả ở bất cứ đâu không nhất thiết là nghiệp của người uren đó là cộng nghiệp của thế giới và nó hoặc xảy ra ở đây hoặc xảy ra ở đó giống như trong gia đình có người yếu ớt nếu có chuyện gì xảy ra với căn nhà người yếu nhất sẽ chết trước không chạy được và những người khác không thể đưa họ ra hoặc quá nặng hoặc quá cồng kềnh và không thể mang một người ra khỏi căn nhà đang cháy ví dụ vậy chỉ có một cái lỗ nhỏ chỉ đủ cho một người bò ra ngoài chẳng hạn như thế và cũng quá muộn để quay lại cứu người yếu ớt cho nên ngọn lửa sẽ tấn công người yếu đó ví dụ vậy hoặc à, có lẽ trong cả đàn người thân động vật hoặc người thân nai tất cả những bạn này khỏe trẻ sẽ chạy nhanh còn những bạn nai già hoặc ốm đau sẽ bị tụt lại phía sau và động vật săn mồi sẽ bắt bạn đó bởi vì nó dễ dàng và hiển nhiên bình thường tôi chỉ hỏi anh về chuyện gì đó mà giờ chúng ta nói chuyện lâu như vậy thế thôi tốt rồi thượng đế gia trì quý vị thượng đế bảo vệ quý vị thượng đế thương quý vị và tôi thương quý vị và nhân đây tôi xin gửi tất cả tình thương, lời khen ngợi, sự cảm kích của tôi đến tất cả anh chị em đồng tu quý vị, nội bộ và làm việc từ xa trên toàn thế giới. Bất cứ ai có đóng góp một chút hoặc cầu nguyện cho thế giới hòa bình, thế giới giải thoát. Dĩ nhiên thế giới giải thoát thì quan trọng hơn thế giới hòa bình, nhưng tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi cầu nguyện trong tâm rằng thế giới được hòa bình và được giải thoát giải thoát nghĩa là khai ngộ và linh hồn họ được giải thoát dù thân thể họ phải chịu đau khổ do nghiệp nhưng tôi cố gắng cầu xin thiên đàng và thượng đế hãy để tôi làm những gì có thể hầu giúp đỡ linh hồn họ để họ được giải thoát sau khi không còn thân thể nữa dĩ nhiên những điều khác nữa nhưng đó là điều quan trọng nhất là linh hồn họ sẽ được giải thoát tầm tôi chỉ mong muốn thế thôi dạ thưa sư phụ được rồi cưng không còn gì khác dạ không thưa sư phụ cảm ơn ngài cầu mong ngài luôn được bình an và luôn được bảo vệ cảm ơn cảm ơn anh xin cảm ơn ngài vì mọi điều ngài làm thưa sư phụ chúng con rất may mắn và có phước ờ à, phải tôi tự bảo vệ mình bằng cách cầu nguyện với thượng đế tôi nói thượng đế ơi nếu ngài thật sự vẫn muốn con làm việc cho con cái ngài trên thế giới này thì ngài phải chăm sóc con thôi tôi không có nhiều thời gian ngay cả để chăm sóc chính mình đôi khi tôi ăn không đủ nghỉ ngơi không đủ hay bất cứ gì nhưng tôi nói thượng đế ơi cuộc đời con nằm trong tay ngài tôi chỉ có thể nói thế thôi tôi chỉ yêu cầu bảo vệ bấy nhiêu thôi đó là tất cả sự bảo vệ mà tôi nghĩ mình có thể có dạ thưa sư phụ chúng con cũng cầu nguyện cho ngài cầu nguyện cho thế giới được giải thoát. Có vẻ như sức khỏe, thể chất không được bảo đảm chút nào. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn họ được giải thoát. Thế giới thường trai, rồi chúng ta sẽ có thế giới hòa bình, và sau đó là thế giới giải thoát, theo đó. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sư phụ. Chào cưng. Xin tạm biệt sư phụ.